Lê kính chào con, chị các bạn đang xem kênh thì sáng hôm nay, sáng sớm hôm nay là thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2024 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua thành điểm mít thái cập nhật mới nhất vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực Bằng Sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, chị các bạn cùng tham khảo thì ngoài cập nhật thành những thì mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả một số là nông sản khác trên kênh Quý bà con quý quá anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giống mít hay một số là nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh. Kính thưa quý bà con quý anh chị các bạn thì tình mít Thái hiện nay thì giá đang tiếp tục tăng và hiện nay giống mít đang ở mức rất là cao. Khu vực Chính Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì mít kem lớn giai động mức từ 46.000, kem gì là 26.000, kem 3 là 14.000, hàng rất lớn, hàng xe dao động từ 35 đến 36.000. -36 chợ hiện nay tại khu vực Chính Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ cái động từ 6.000 tại khu vực Chính Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hồng Giang. Tiếp theo là ở khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An hiện nay thì mít kem lớn di động từ 47.000, kem nhiệt là 27.000, kem ba di động mức từ 15.000. Trợ hiện nay tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua trợ của động từ 7.000 tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An. Khu vực Tiền Giang hiện nay thì mít kem lớn di động mức từ 48.000, kem nhiệt là 28.000, bích kem 3 gia động từ 16.000 rất lớn hàng xe gia động mức từ 37.000 38.000 trợ hiện nay tại khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua hết rộng từ 7-8.000 mới ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác khu vực miền Đông hiện nay bích cam lớn gia động từ 35.000 kem gì là 20 kem 3 gia động từ 10.000 trợ hiện nay tại khu vực miền Đông thì thương lái đang mua hết cái động từ 4.000 đến 5.000 tại khu vực miền Đông. Tiếp theo là giá mít tại khu vực Tây Nguyên. Ở khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mít kem lớn đang dao động mức từ 34.000, cam nhì là 19.000, kem ba là 9.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ cái động từ 4.000 tại khu vực Tây Nguyên. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con một ngày vui vẻ, may mắn và thành công.